Lựa chọn canxi như thế nào để phù hợp với các thành viên trong gia đình? Đây là câu hỏi mà em Hương nhận được rất nhiều trong thời gian qua từ các anh chị em cô bác đang sử dụng canxi hữu cơ sinh vật. Thì hôm nay em Hương xin chia sẻ với anh chị em canxi hữu cơ sinh vật có 3 dòng. Thứ nhất là canxi hữu cơ sinh vật dành cho trẻ em. Đây là dòng canxi giúp trẻ em tăng cường hệ miễn dịch, giúp trẻ khỏe mạnh, cao lớn. Ngoài ra còn có taurin giúp kích thích sự phát triển trí não của trẻ, giúp trẻ phát triển thể chất và trí não một cách toàn diện. Thứ hai là canxi dạng bột hòa tan dành cho người trưởng thành, sẽ giúp phòng ngừa các vấn đề liên quan đến cơ xương khớp như là phối hóa, thoái hóa, loãng xương, xốp xương, thoát vị địa đệm, gai xương. Thứ ba là canxi đường huyết dành cho người tiểu đường. Ngoài việc bổ sung canxi, nó còn giúp điều chỉnh lại lượng đường ở trong máu, đồng thời khôi phục lại tuyến tụy và chống lại biến chứng của tiểu đường. Vì vậy, tùy vào độ tuổi và nhu cầu sức khỏe, anh chị em hãy lựa chọn canxi phù hợp để bổ sung nhé.